xa ra hồi cung. Năm miếu rõ ràng năm phương, năm miếu rõ ràng nghiền. Ngũ phương mặc cảnh nhớ tiên làng Bạch Hoang. Thiết lập một tòa địa linh, thiết lập một tòa ngũ phương bản cảnh ngự tòa sơn trang. Đền thờ chúng an thanh cảnh vắng ngơ thú ngắm thuyền nờ cảnh nhớ lại sống sao anh nghĩ à. Dương ra đang dương lúc lúc ngơ canh ba giờ tí hiện ra người mía nữ cung nữ non đi dầu áo thắm hài cương. Sơn nhang hương mẫu thắm tỏa,
muôn nàng ngài vốn dòng sướng trang tình ngơ tình mộng chuông pha bài sai thật nhị tiên đồng ngược ý dọc ngân khai quang thập kỳ diêu hoàng biếng chiếu từ trung nga tích tăng cũng giảm kim phục hoàng thân gần thánh chúa thiên trung vương để khai quang chiếu đàn diễn dầm tháng tám như là sao tai đẹp đi như tố trang đài
bàn nơ cho bông lọc nở phúc tài để đá nếu ai mà ăn nói sai ngò niềm sai thì nữ thú ba hồn về truyền văn võ đôi hàng tiền binh văn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền nhân đội bàn cờ văn sớ dâng lên thương lai văn sớ dâng lên quan về thủ đô chép biên dành dành phi cho đệ tử trường sinh đệ tử trường sinh phê cho đệ tử trường sinh cho phúc lai tai tông khang ninh thọ trường phê cho sung mạnh đôi đường
sai chín hương ám phê sai cảm phiệt chư tướng đào lai hộ chi tả sai binh bộ binh binh tùy thank you.
quan ngoài về trên phán các quan ở cơ hữu đội lương man áo đàn đình truyền văn võ đôi hàng thiên binh bàn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền nhất đội bàn cơ sông nhan khai quang thập cờ giữa hồ quang miếng chiếu từ trung ngắn tích tăng cũng giảm kim phục hoàng thân thần thánh chúa ban trung đường văn sớm dâng lên thương lại văn sớm dâng lên quan về thủ đô chép biên dành dành phi cho đệ tử trường sinh cũng